Kylie Jenner, nữ nhiếp ảnh gia đã dành 15 năm chụp ảnh gia đình cựu Tổng thống Obama. Bà bắt đầu lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt của gia đình ông Obama, từ lúc là thượng nghị sĩ bang Illinois cho đến khi ông vào Nhà Trắng. Hãy cùng Tony xin chào nhìn lại hành trình của vợ chồng ông Obama qua ống kính của nữ phóng viên ảnh này nhé! Ấn tượng từ cuộc gặp gỡ đầu tiên với cựu Tổng thống Obama. Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa nhiếp ảnh gia Kylie Jenner và cựu Tổng thống Obama là vào năm 2004. Theo lời kể của bà Kylie, lúc đó Obama đang là thượng nghị sĩ bang Illinois và đang chạy đua vào Thượng viện Mỹ, còn Kylie Jenner phụ trách điều hành cuộc tranh cử Tổng thống của John Kerry. Ngay từ lần gặp đầu, nhiếp ảnh gia Kylie bị choáng ngợp bởi cách Obama thuyết trình, trò chuyện, truyền cảm hứng cho những người khác. Đến khi tiếp xúc trực tiếp, bà lại càng ấn tượng khi ông Obama có lối suy nghĩ rất đặc biệt. Kylie Jenner từng chia sẻ, tôi cảm thấy cũng như tôi, Obama là một người đàn ông của gia đình. Tôi cũng ấn tượng cách ông ấy nói chuyện với mọi người và quan tâm đến những gì họ nói. Sau lần gặp đầu tiên, nữ nhiếp ảnh cũng tin rằng, một ngày nào đó, người đàn ông đặc biệt ấy sẽ tranh cử tổng thống, và điều đó đã trở thành sự thật. Hành trình 15 năm theo chân cựu tổng thống và gia đình ông. Kylie Jenner gặp Obama vào năm 2004, tuy nhiên, cho đến năm 2006, bà mới có cuộc gặp đầu tiên với vợ của Obama, phu nhân Michelle tại nhà riêng ở Chicago. Kylie Jenner bày tỏ, với Michelle Obama, bà ấy là một người phụ nữ tuyệt vời, giống như Barack, bà ấy dí dỏm, tốt bụng, thông minh và rất gắn bó với gia đình. Trong vòng 15 năm theo chân cựu tổng thống, Kylie Jenner đã chụp hàng nghìn tấm ảnh hậu trường về ông và gia đình Obama, bao gồm những bức ảnh từ ngày đầu Obama còn vận động trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008, cho đến ngày ông giành chiến thắng và trở thành tổng thống thứ 4 của nước Mỹ. Đồng thời, sự ưu ái đặc biệt giúp bà có thể ghi lại mối quan hệ đáng kinh ngạc giữa tất cả các thành viên trong gia đình Obama. Mới đây, bà đã ra mắt cuốn sách mới có tên Hope, Never Fear, Personal Portrait of the Obamas. Cuốn sách tập hợp hơn 100 tấm ảnh về vợ chồng cựu tổng thống, bao gồm nhiều tấm hậu trường và chưa bao giờ được công bố. Chiến dịch tranh cử tổng thống Obama dưới góc nhìn của Kylie Jenner. Là một nhiếp ảnh gia chuyên theo chân các chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, Kylie Jenner nhận thấy sự khác biệt trong chiến dịch của Obama. Theo như chia sẻ của Kylie, bà ấn tượng với sự chân thành mà ông Obama dành cho các cử tri, những người luôn ủng hộ ông. Nữ nhiếp ảnh gia chia sẻ, ông ấy luôn hỏi vậy quý vị đã nghe được gì về tôi. Obama biết rằng ông ấy phải nói xin chào tới mỗi một người. Tôi không nói là bạn phải hứa hẹn với cả thế giới, nhưng họ muốn biết bạn có thể liên quan đến nhu cầu của họ. Và Obama đã làm rất tốt chuyện đó. Ông nắm tay mọi người và lắng nghe họ nói. Số lượng người đến để nghe Barack Obama nói trong giai đoạn đầu của chiến dịch cao hơn bất kỳ điều gì tôi từng thấy trong những chiến dịch trước đây. Mọi người cũng xúc động hơn nhiều và tôi biết điều đó nghe có vẻ ngô nghê, nhưng ai cũng đầy hy vọng. Bà Kylie tin chính điều này đã giúp Obama giành chiến thắng trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm ấy. Lời đề nghị đến Nhà Trắng. Cả ông Obama và bà Jenner đều thích trẻ con và thường xuyên chia sẻ về chuyện họ nhớ con như thế nào trong cách chiến dịch xa nhà. Khi ông Obama đắc cử tổng thống, bà Jenner được đề nghị làm nhiếp ảnh gia chính thức của Nhà Trắng, nhưng bà từ chối vì không muốn xa con cái thêm nữa. Trước đó, bà từng có 8 năm làm nhiếp ảnh gia chính thức của Al Gore khi ông là phó tổng thống. Bà bộc bạch rằng, tôi cảm thấy như đó là một vấn đề tôi cần cân nhắc kỹ lưỡng. Khi họ đề nghị tôi trở thành nhiếp ảnh gia trong Nhà Trắng và tôi từ chối lời đề nghị. Tôi đã hỏi liệu tôi có thể tiếp tục ghi lại hành trình của gia đình Obama khi kết thúc nhiệm kỳ ở Nhà Trắng hay không. Họ đã đồng ý. Tôi cũng nghĩ rằng điều quan trọng là phải có những hình ảnh ghi lại hành trình từ nhà ở Chicago, Illinois đến 8 năm ở Nhà Trắng của họ. Đó là hành trình giúp bạn hiểu đích đến cuối cùng. Để hiểu một người bạn phải đến nơi họ sống xem họ đang ở như thế nào. Dấu ấn gia đình Obama tại Nhà Trắng. Trong suốt hành trình 15 năm theo chân gia đình Obama, bà tập hợp hơn 100 tấm ảnh hậu trường về vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ. Những tấm hình này sẽ được công bố lần đầu tiên trong cuốn sách Hope, Never Fear, Personal Portrait of the Obamas. Đặc biệt, khi được hỏi về ý tưởng của cuốn sách, bà Kylie Jenner đã trả lời rằng, hãy để lịch sử kế lại. Bên cạnh việc là Tổng thống da đen đầu tiên và gia đình da đen đầu tiên trong Nhà Trắng, tôi nghĩ rằng họ đã làm được rất nhiều điều tốt đẹp cho nước Mỹ. Họ đã mang đến một khoảng thời gian đẹp đẽ và niềm tin rằng bất cứ ai cũng có thể tạo ra hành trình của riêng mình và đến đích nếu họ có hy vọng. Cuốn sách Hope, Never Fear, Personal Portrait of the Obamas. Như bà chia sẻ trong phần giới thiệu trong cuốn sách, hy vọng là thứ giúp chúng ta thoát khỏi những thời điểm khó khăn. Đó là những gì giúp chúng ta thoát khỏi sự tuyệt vọng và giúp đánh bại những trở ngại tưởng chừng như không thể vượt qua. Nữ nhiếp ảnh gia khẳng định, niềm tin và hy vọng là những gì thúc đẩy chúng tôi phấn đấu cho mục tiêu của mình, bất kể chúng là gì, và nó quan trọng bây giờ, hơn bao giờ hết. Vì vậy, nếu mọi trẻ em,
thanh niên và người lớn đang lo lắng hoặc nghi ngờ giá trị của chúng. Tôi hy vọng những hình ảnh và từ ngữ trong cuốn sách Hope, Never Fear, Personal Portrait of The Obamas sẽ cho thấy rằng mọi thứ đều có thể. Tất cả chúng ta đều được sinh ra bình đẳng, với một trái tim, một bộ não và một linh hồn. Nếu bạn thúc đẩy những gì là đúng đắn, bạn có thể vượt qua mọi nghịch cảnh. Tôi hy vọng việc chia sẻ hành trình của Obama sẽ trao quyền cho mọi người ở mọi lứa tuổi, chủng tộc và giới tính niềm tin vào bản thân, đồng thời sử dụng tiếng nói để kiểm soát tương lai của chính mình. Đừng quên theo dõi kênh Tony Xin Chào để có thêm những thông tin mới nhất về quan điểm kinh doanh, khởi nghiệp của các vị tỷ phú trên thế giới nhé!